Rồi, hello anh em, chào anh em ha. Rồi, giới thiệu cho anh em một cây cưa hóc khó ha. Cái này thì nó có cái ốc vặn bằng đồng ở đây này. Đây. Cái này là nó chỗ này có con vít dẹp. Anh em cái này là anh em có thể điều chỉnh cái độ nặng nhẹ của cái lúc mà mình gỡ ra gỡ vô ha. Đó. Anh em muốn nặng thì anh em xếp vô. Đó. Muốn nhẹ thì anh em mở ra. Thì làm chỉnh sao cái nó vừa phải cái mức mình mở ra vô là được ha. Rồi cây này là cây cưa thủ công nha. Đó, con này rất là sắc luôn, bén ngọt cực kỳ. Rồi để mình đo cái size của cái lưỡi ha. Con này nó được cái là nó gấp vô nó gọn anh em à. Size lưỡi của nó là 18 nha anh em, size lưỡi 18 từ đầu lưỡi này đến đầu lưỡi kia ha. Tổng thể cả lưỡi và cán là nó 46 ha. 46. Rồi, cái này thì mã số 1. Rồi, tiếp theo là một cái cây thủ công nữa ha. Đây, mộc độ đóng lên lưỡi đàng hoàng ha. Thì con này cũng bén ngọt luôn đó. Nói chung là cưa mình tuyển thì anh em yên chí ha, con này thì cái được cái lưỡi nó rất là ngon. Rồi con này thì mã số là mã số 2 đó. Còn size lưỡi của nó là cũng 16 nha, size lưỡi 16 tính từ đầu lưỡi kia tới đầu lưỡi này 16 ha đó. Còn dài tổng thể của nó là nó được 36 ha. Mấy con cưa hóc khó này được cái là cái phần lưỡi nó nhỏ, anh em có thể thò vào các cái kẹt rồi á, những cái cành mà anh em cưa, ví dụ như những cái cây mà nó cái dạng mà không rừng á, những cái dạng đó là nó nằm cành nó nằm chi chít, buộc anh em phải tách bỏ thì anh em đưa vô các cái kẹt anh em cưa rất là sướng luôn ha. Rồi tiếp theo cây cán gỗ ha, cây này thì 180 thông số còn đây này luôn, cây này thì nó hơi nám nám thôi chứ nó như mới nha. Nó 180 lưỡi còn rất là bén luôn ha. Nói chung mấy dòng cưa mà anh em mua bên mình anh em cứ yên chí, anh em cứ nhận xong anh em mở ra kiểm tra nó ok nó bén thì anh em trả tiền vậy thôi. Đó, mình thì mình không có bắt anh em phải chuyển khoản gì đấy, anh em muốn chuyển khoản thì anh em đỡ cái phí ship, mà anh em không chuyển khoản anh em chịu phí ship thôi. Đó, vậy thôi, chứ còn về dụng cụ thì mình anh em cứ yên chí, anh em muốn yêu cầu kiểu gì cũng được. Đó, cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Cưa thì rất là bén ha. Con này là P18. P18 tức là nó là 18 cm, con ARS ha. Con này thì siêu bén này. AR, cái dòng ARS thì anh biết rồi. Siêu bén luôn. Rồi này mã số 4 ha. Gomboy rồi Tajima, Gersow, ARS, nói chung là những cái dòng mà đây sẵn thì giới thiệu luôn hai con ARS này luôn, một con lưỡi trắng con lưỡi đen, hắc công tử bạch công tử, họ hơi nám nám tí thôi. Đó. Mấy cái dòng này mình rất là thích luôn, bởi vì nó cái thứ nhất là nó rất là gọn, thứ hai á nó là răng to, anh em có thể cưa được cây lớn hoặc cây bé luôn đó, mà nó không có bị tước tước răng nha anh em, nó không có bị tước da. Cái răng nó to nhưng mà cái cự ly giữa răng và răng á, là nó gần nhau, cho nên là cái khoảng anh em cưa nó không có bị sóc ha, nó không có bị sóc da đó. Mình đã từng cưa những cái này rồi, mình cưa những cái cây bằng ngón tay cái thôi. Đó, nó không có bị tước da. Rồi hai con này thì size được 15 hết nha nè, size lưỡi là 15 ha. Rồi con này mã số 5, con mã số 6 đó, này về vệ sinh thêm thôi, quan trọng á là cái phần lưỡi nó bén nó được ha, còn cái việc mà mới hay là cũ thì nam tự về vệ sinh thêm là nó sẽ đẹp thôi. Rồi tiếp theo nữa là một con gom boy lưỡi 21 ha, mấy con này khỏi giới thiệu nhiều, clip nào cũng có hết á, vì mấy con này mình còn rất là nhiều luôn ha. Hàng hàng lưỡi rất là đẹp luôn. Rồi một con Tajima này, con Tajima Gersow này, thì những anh em nào mà mua cái dòng này rồi anh em xài rồi thì anh em biết cực kỳ bén ha. Đó, con này là được cái là răng trung. À, răng trung lưỡi cực kỳ bén luôn nha nè, nên nằm mà xài rồi thì rất là thích luôn, nó rẻ hơn thằng kia mà nó cũng bén không thua đó luôn.
bán không thua Hồng Ngọc Boy đâu ha, nó rẻ hơn Ngọc Boy nhưng mà không không thua Hồng Ngọc Boy đâu. Rồi tiếp theo là một cây tỉa tán ha, cây tỉa tán, cây này được cái là cái da cái dây nó còn nguyên zin ha, đó cây này là chưa có thay dây, dây còn nguyên zin, lưỡi cũng nguyên zin luôn ha, lưỡi chưa có mài dũa gì đó. Chữ nghĩa đầy đủ ha, mấy con này cực kỳ siêu bén luôn. Siêu bén luôn nè, đã đó. Nói chung là những kiếm được những cái con zin như vậy thì cũng hơi bị căng tí ha, hơi khó lắm, mà nó được cái là nó mất cái đẹp cái chỗ là cái nó là khóa da, có nhiều nam họ không thích nhưng mà con này nó quá đẹp, nó khóa da nhưng mà nó được cái là nó zin luôn, nó còn nguyên zin, nó hơi nám thôi nha em, nó hơi nám nằm bãi thì nó phải nám rồi. Rồi con này size 26, mã số 9 ha. Rồi, tiếp theo là một cái đục khủng ha. Cái này là đục khủng, cái này thì dành cho những cái nam làm mai vàng. Thích hợp nhất là những cái phôi mai vàng, mà mai vàng những phôi lớn á, hoặc là những phôi xanh đó. Thì cái dòng này thì cực kỳ hiếm luôn, anh em mà kiếm được cây đục dũng mà cái size lưỡi nó tới 3 phân mấy thì nó cực kỳ hiếm ha, 1, 2, 3 phân 6, size lưỡi 3 phân 6 là cực kỳ hiếm luôn, lưỡi còn nguyên zin, chiều dài là 25, mấy con này thì giá nó căng lắm, quan trọng là có hàng để xài là được anh em ạ. Chứ còn nhiều khi cũng số tiền lớn mà anh em tìm mua cái còn hàng khủng nó không có, lâu lâu được một con thôi, không có đâu nhiều đâu, tại vì em cứ xem clip mình là em biết đục thì đục dũng thì về được cây nào là bán hết cái đó. Rồi để mình lựa cho anh em một số kéo cắt cành ha, cắt cành đây, hôm nay thì có Okasune rất là nhiều luôn ha, Okasuna 17, 18, Okasuna 18, 20. Rồi là các cành A, hai lớp thép. Rồi mẫu B zin ha. Rất nhiều. À, em rồi mình sẽ đi trước mấy cây Okasuna trước đi ha. Cây Okasuna đã. Thì đa số là đây là trong này là có 4 cây sau 10 cây này là sao 10, để coi mình là sao 17 năm hết nè, nó tầm tầm nó dao động đâu vậy đó, 17 năm, cây này 18 nữa ha, đó nó trên lịch nửa phân 18 đó, 18 ha, cây 17 năm là cây 18. Rồi mình sẽ test và giới thiệu từng cây một. Đây một cây Okasuna, cây nào nó zin thì mình báo zin, cây nào mình ta ly cái lưỡi lại thì mình sẽ báo ta ly lưỡi ha, bởi vì có những cái cây là nó nằm nó xét dị quá, cái lưỡi nó hơi dâm thì mình sẽ ta ly lại, nó như zin thôi không có khác gì hết. Rồi con này là 18 ha, con này lưỡi còn nguyên zin, lưỡi còn nguyên zin hết, con nào zin mình báo zin để cho anh em chuẩn bị tâm lý anh em nhận hàng, hoặc là anh em tin tưởng anh em mua ha, tại vì mình cũng báo nó chân thật thì nó không, bởi vì không có báo gian dối với anh em được, nhưng khi báo tào lao rồi anh em nhận hàng anh em kêu không phải thì cũng mệt ha, đó chuyện đó nó mất công đôi bên cũng được gì hết. Rồi con này mã số 11, nó 17 năm hay 18 nó cũng vậy thôi anh em ha, nó chênh lệch cũng chắc cũng nửa phân. Rồi đôi khi mình đo nó cũng bị lệch, bị sai nữa đó, ví dụ vậy ha. Rồi con này thì mình có ta ly cái lưỡi đây anh em thấy này, nó có một xíu màu trắng này đó. Chứ không phải là mài mài mạnh nha, mài mạnh nó khác, cái độ hao mòn lưỡi là nó khác, con này ta ly lại là do nó dâm, người ta ly lại đó. Rồi cái hiện trạng ở đây nữa ha, đây cái phần này thì nó bị dày, thì mình nghĩ chắc cũng ăn thua.
quan trọng là lưỡi cắt ok ngọt rồi rồi ok rất là ngọt. Cái dòng Okasona này anh em xài rất là sướng luôn, vừa rẻ tiền mà cắt rất là phê. Rồi con này 18 ha, cắt phê. Rồi anh em xài xong rồi anh em cũng mạnh dạng, nhiều khi anh em cũng mạnh dạng quăng đó, chứ còn mà xài mấy hàng mắc tiền có khi nhiều anh em không xài, đa số tâm lý như vậy. Anh em xài xong anh em phải lo anh em bảo quản, anh em cất giữ. Rồi tiếp theo nữa ha, một con Okasona nữa, con này lưỡi zin, con này size cũng 17 18 gì 17 năm này, gần 18 đó ha, nó size số bao nhiêu đó thôi, quan trọng là lưỡi là mình sẽ test cho anh em ok hết nha đó. Rất là ngọt luôn, test ok hết. Rồi anh em có thể nhận hàng xong anh em cũng kiểm tra thoải mái nha đó. Mình không ngại hết á, anh em nào chuyển khoản thì mình bao ship, còn chuyển khoản anh em chịu khó chịu phí ship giúp mình, bởi vì bán mấy cái con này nó thiệt ra nhiều khi kiếm một con 20.000 thôi anh em ạ, chứ cũng không có nhiều đâu, không phải lời nhiều như anh em nghĩ là chắc 50-60.000 không có đâu, khó lắm, đâu phải là mình nhảy ra bãi mình lục mà cũng khi có khi cũng không được giá lắm. Về rồi công vệ sinh đồ này nọ có nhiều anh em mua trả giá kinh hoàng luôn, trả giá mà mình cũng ngại theo luôn á, mình người bán hàng mình còn ngại luôn. Rồi tiếp theo là hai con size 20 thì mình sẽ báo hiện trạng như thế này. Đây một con size 20, size 20 nha, đó thì đây nó bị bể cái vỏ ha, đây này, đó bể khúc vỏ này, đó bể khúc vỏ nha, cái thứ nhất. Cái thứ hai á là cái nó nám, là nó nám này, đó, nám ha, đó nhưng mà lưỡi là không bị mài nha, đây nó thì nó nám vậy thôi chứ lưỡi là không bị mài. Cái phần này á, anh em muốn mà vệ sinh đẹp lên ba láng bóng đẹp em đưa vô máy hoặc là em lấy nhám em chà là hết thôi. Còn mà anh em làm á, mà để mà làm để phá rồi cắt rễ các đồ này nọ thì anh em cứ để vậy em sạch, đừng chà gì. Nó đâu phải là hàng sưu tầm đâu mà mình phải trau chuốt chi cho nó nhiều ha. Đó thì con này thì giá chắc cũng mềm hơn mấy con kia thôi. Được, trước mình có mấy con đẹp cực kỳ đó, giá thì đã mua thì anh biết rồi, còn giá thì anh em vào Zalo giúp mình nha, mình không báo giá trên này, nó có nhiều cái vấn đề thế gì. Rồi cây thứ hai mình sẽ báo hiện trạng luôn, cây này nó cũng vậy ha, nó cũng bể cái phần này, đây này cái miếng nhựa này nó bể này. Đó. Cái thứ nhất ha, cái thứ hai á, là cái phần lưỡi anh em thấy này, đó nó còn nguyên zin nha, đây nó còn nguyên zin, đó chưa mài gì hết nha, đó, cực kỳ zin luôn, anh nhìn cái màu thép đã anh biết rồi. Nhưng mà ở đây nó có một vấn đề á, là cái phần này này nó bị cấn cái gì á, rồi mình mài cho bằng thôi, đây nó cấn nó móp xuống ha, nó bị gì cắn vô á, thấy khó chịu quá mài thôi, chứ thực ra lưỡi không mài nè, cắt rất là ngon. Đó nó bị những cái điểm nó thôi này nè, rất là ngọt luôn ha. Rồi con này cũng size 20 luôn nha, rồi này mã số là 16. Đó, mình báo hiện trạng hết trước hết để cho anh em chỉ cần hỏi và hỏi giá và chốt thôi. Đó, không cần thế là khi nhận về sao cái kéo cái lưng nó bị mài vậy anh, hoặc là cái cán sao nó bị bể cái miếng nhựa đó ha. Đó cái đó mình báo hết trên này rồi, ok sau này anh em nhận hàng anh em cứ vậy mà làm thôi, làm hết. Rồi tiếp theo là một con cua thép trắng ha, con cua lưỡi thép trắng, con này còn khá mới luôn, lưỡi còn nguyên zin mà nó bị nắm nám đây, nó uổng ghê. Con này khá đẹp, anh em mà về chịu khó, con này size 20 nha, về chịu khó lấy nhám coi chừng tầm 600-800 anh em chà là nó sẽ trắng bình thường. Rồi con này mã số là 17, con này cũng chơi cũng đẹp, là con này nó còn mới,
Ok. Rồi, tiếp theo nữa là hai con mẫu B còn nguyên zin luôn ha. Đây, con này thì mình không có vệ sinh nhiều lắm, mình chỉ thấy nó còn ngon, mình đánh ra sơ sơ thôi. Đây, nói chung chưa sạch luôn, lưỡi đang thấy là còn zin đét luôn ha, lưỡi zin đét chưa mài luôn ha, mọc miết đầy đủ, ốc chưa tháo luôn nha anh em. Cho lưỡi nó còn đẹp quá, mình không tháo. Con nào lưỡi mà hơi bị xét rỉ nhiều thì mình phải tháo ra, mình ngâm dầu mình vệ sinh. Con này không cần tháo, bởi vì con này nó cái lưỡi còn rất là đẹp. Nó xấu xấu vậy thôi, xấu thì chẳng qua không phải là xấu gì mà mình không chịu vệ sinh thôi chứ gì hết. Chứ mà mình đánh ra thì nó sạch, nó cũng như mấy con này. Đó, mình chịu khó đánh ra sạch thôi, nó còn cái nó còn vậy thì để cho anh em về anh em tự vệ sinh lỡ hơn. Rồi, con này cũng size 20 nha, con này mẫu B size 20. Rồi, con này mã số là 18. Đó, nên em mà xài không cần sưu tầm, em mua mấy con mẫu B đó em xài biết chuyện nào cho nó hư. Đó, như con này. Con này thì được cái là nó cái cán nó đặt ra tới đây, nó hơi nặng một tí. Đó. Lưỡi rồi cũng còn nguyên zin chưa mài dũa gì ha, cắt rất là ngọt luôn. Rồi xa 20 ha. Đó, em mua mấy con này em xài không sưu tầm thì mình mua mấy con này mình xài thì nó vừa rẻ tiền mà vừa sướng nữa. Cứ ăn rồi cứ đi tìm chữ A miết à. Anh ơi có chữ A không? Anh ơi có chữ A thép ghép không? Cán đặt không anh ơi? Hỏi giá bao nhiêu cũng mua, không cần trả giá luôn. Hỏi anh ơi nhiêu vậy? 1.4 triệu em chốt em nha. Anh ơi con này nhiêu? 1.6 triệu em chốt em nha. Trời ơi, cái chữ A có cái gì đâu mà cứ chạy theo hỏi miết. Rồi tiếp theo ha, nói vậy chắc cũng lên mấy chữ A cho vui. Rồi lên một con chữ A thép ghép. Chữ A thép ghép size 21 nha nè, size này 21 ha. Con này lưỡi zin ha, con lưỡi zin. Cái vệ sinh á thì mình chỉ vệ sinh mộc thôi nha. Đó, như cái phần cán này sao anh mình nói sao mà mình không cần đánh cho nó trắng như vậy, bởi vì này thì không cần thiết đâu, cái này thì 5 phút thôi là sẽ đẹp thôi. Nhưng mà anh em có đánh xong rồi mình để rồi ship cho anh em về nó cũng ố thôi, tại vì cái quá trình mình đánh xong mình sẽ bảo quản dầu lên đây ha. Đó, này được cái lưỡi còn zin rất là đẹp, mấy con gù này cực kỳ hiếm đúng không? Này được hai con này lưỡi 21, tát luôn nha anh nha. Mấy cái dòng này được cái là cái thép nó làm cái chất thép nó, mình cầm cái kéo nó rất là sướng, nó đầm nó nặng cái tay nó phê đó. Anh em mà cầm mấy dòng chữ A là anh em biết, kể cả lưng gù kể cả bông lúa luôn ha. Rồi con này size là 21 ha. 20, sorry, size 20. Rồi tiếp theo là một con chữ A nữa ha. Con này thì cán đặc, con này nó nặng hơn con kia. Đây, cán nó là từ trong ra ngoài nó đúc nguyên khối luôn ha. Đây, từ trong ra ngoài đúc nguyên khối, đặc quẹo luôn. Mà được cái lưỡi còn nguyên zin nữa ha, lưỡi còn nguyên zin rất là đầy. Thép ghép ha. Em nào về dọn bóng nè, dọn đánh bóng gương rồi đó ha. Con này mình vệ sinh sơ thôi. Nói chung là mấy cây này thì lá nó dọn hết rồi, cho mình về thì cũng đa số ít lắm. Nhiều khi mình thích quá mình làm sơ sơ cho vui thôi. Cho máy thì nay máy đánh bóng thì mình không có. À quên test cắt. Mình chỉ có máy mài với lại cước sạch thôi chứ không có đánh bóng. Chắc sau này phải sắm thêm cái máy đánh bóng.
Rồi, còn lại size của nó là 21 luôn anh em, size 21 luôn. Rồi con A cắn đặc 21. Lâu lắm rồi mới về được hai con A đẹp. Mắc quá này, mình dạo này mua không nổi. Lái nó hét cho nên lấy không nổi. Bán con lời 50 ngàn, 30 ngàn là thấy là cay xè mắt. Trả phí hết 30 nữa kiếm 20 ngàn. Chán gì luôn. Rồi tiếp theo là một cây tỉa đa năng ha. Con này thì một lưỡi cắt một lưỡi đỡ. Con này thì được cái là nó dài, nó rất là dài. Cái mũi nó dài nên có thể tỉa các cái nách trong xa rồi được. Đó, ha. Rồi cũng còn nguyên zin luôn nha. Đó, chưa mài dũa gì. Để cắt lưỡi đỡ. Con này size 21 nha này. Rồi, con này mã số là 22 ha. Rồi, tiếp theo là một cây kéo bướm ướp nguyên khối. Con này anh em có thể tháo rời lưỡi được ha. Anh tháo rời lưỡi được. Rất là đẹp ha. Cái dòng đúc nguyên khối là con nào cũng vậy, nó nặng kéo chữ A cũng vậy, kéo này cầm cắt nó là nhẹ nhàng. Rồi con này size 21, mã số là 23. Rồi tiếp theo là một con kéo bướm Masakuni. Con này Nam về chịu khó vệ sinh thêm. Đây, mình chưa vệ sinh luôn. Hàng mới về chiều hôm qua, chưa vệ sinh gì hết đây. Nó còn hơi dơ đây. Nam về vệ sinh thêm. Con massage, mũi zin, lưỡi zin, chưa mài. Đó, chưa mài dũa gì ha. Chốt bạc. Con này Nam về vệ sinh ra là cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, lưỡi con nguyên zin này, chéo lưỡi này. Đó, ha. Về thích gì đó để mình xem thử con bé này. Rất là ngọt luôn nha Nam, nhẹ nhàng cực kỳ ngọt luôn. Con kéo tỉa massage bướm trúc bạc này về vệ sinh lên là cực kỳ đẹp luôn ha. Rồi mã số 24, vệ sinh bảo quản dầu lên là bóng lưỡng luôn, bảo đảm với Nam luôn. Gói lại trong cái khăn bạn bè mà tới uống nước mà đem ra gỡ ra cái là mất hồn liền, chạy liền. Hỏi sao chạy vậy, nó số quắc ở mưa. Rồi tiếp theo là mình đi kéo tỉa đa năng lưỡi cong. Con này thì mình giới thiệu nhiều rồi ha, lưỡi cong cây mà vệ sinh rồi thì 150, còn chưa vệ sinh thì nó 100 ngàn. Nên muốn lấy số lượng 5 cây 10 cây đều có nha. Đó. Mấy đó là anh em biết sao không, bữa hôm có một anh em họ chuyên làm vườn mà bên chiết đồ á, chiết và lại đi tỉa cành tỉa đồ để người ta tỉa ba cái cành lông, người ta ta khách ta chiết á, mua lần 20 cây phát cho công nhân mỗi người một cây, thấy chơi đã không đó, phát cho công nhân mỗi người cây cầm đi xài 100 ngàn cây cho mấy sướng. Rồi tiếp theo là mình đi cạp nha. Rồi giới thiệu với em một cây cạp xéo trên mắt còn nguyên zin. Đó. Gầm thép còn đen thui luôn. Thích thì về vệ sinh ra như mới ha. Vệ sinh ra như mới. Mình mà mua cái máy xong là bảo đảm cho anh em luôn. Anh em nào mà có nhu cầu mà làm vệ sinh mà như mới là cứ báo mình. Hoặc là anh em có thể gửi hàng về tới mình để mình vệ sinh mình mài dũa cho. Ví dụ anh em mới lái lâu thì cứ đưa gửi về vệ sinh khỏi lấy tiền vậy thôi. Còn anh em nào mà xài mua ở đâu gửi tới mình xài là cứ mài dũa một cây là 50 ngàn, không nói nhiều.
Rồi, tiếp theo là một cây cạc tròn ha. Cây này thì không nói nhiều, cây này lúc nào cũng có rồi. Cây này còn được hai cây nữa. Là còn nguyên full hộp nha đấy. Cây này full hộp. Cái đó là nó còn trong hộp á, là do mình tháo ra, mình để cho nó gọn. À, như mới ha, mới kèm ở trong hộp, còn cây trong hộp. Rồi cái cặp tròn ha, xe trung, còn nó xe trung như thế. Rồi tiếp theo ha, cũng cây cặp tròn luôn mà nay được hai cây. Đó, cũng mới luôn ha, hai cây mới kèm luôn. Mini nha đang, size mini. Cái cặp tròn mini lúc trước anh em hỏi mình nhiều lắm mà sao đợt này còn cây mà không ai hốt hết. Cũng size 17 hết á ha. Mấy hàng mới thì mình khỏi cần nói nhiều cho nó cái clip nó ngắn bớt. Một lần tải clip lên nó lâu lắc rồi. Còn hàng nào mà nó thì mình giới thiệu hiện trạng rồi cho anh em biết thì mình nói nhiều tí. Rồi, con cắt kẽm ha. Con cắt kẽm này cũng nhiều clip có đâu. Rồi, tiếp theo nữa là một con cắt kẽm Masakuni. Con này chưa vệ sinh đâu. Cái dòng này thì nó cực kỳ hiếm bởi vì hình như mình nghĩ nó là đời đầu bởi vì á cái thân của nó này cái cà cái loại cắt này nó có nhiều nhiều lắm anh em, nhiều mẫu lắm. Masa này cái này này nó sắc lắm, cái cạnh này này nó không như mấy cái đời kia mà nó bầu à, nhưng này là nó ở trong này nó bằng ha, còn mấy kia là ở trong này nó bầu ra luôn. Cái khi anh em cầm cái loại cái cây cắt kẽm đó là nó rất là nặng. À, còn con này thì nó rất là nó dài hơn con kia nhưng mà nó có được cái là cái bầu ở dưới này, mấy cái thế cầm cái tay mình bầu này, nó bầu đó, nhưng mình cắt nó cũng lực hơn. Con này thì nó hơi bị nám nám thôi chứ chà thì nó ra đó, chữ nghĩa còn nguyên zin này đó, con này mình chưa vệ sinh luôn đó, Masakuni ha, lưỡi còn nguyên zin nha. Mấy con này là mình bao zin cho nam, không có mài giũa gì trong này hết ha. Đó, chốt đồ là còn cứng ngắc luôn này, không rơ lắc gì ha. Đó, cái độ rơ của nó không có nha nè, không có. Có nhiều con có rơ thì cái rơ nó nhất định nó thôi chứ nó không có rơ nhiều. Rơ nhiều thì cũng được thôi chứ không sao. Nhưng mà những cái anh em sưu tầm thì họ lại cũng thích vậy, họ thích là phải bóc, cái gì cũng phải zin bóc. Rồi con cắt kẽm Masakuni size 205 mã số 31 đó. Rồi sẵn thì mình đi luôn hai con cắt kẽm siêu siêu vip nữa nè. Đây, một con cắt kẽm massage nữa ha, còn lại thì nó ngắn hơn, con này ngắn hơn con đó. Con này thì có 18 năm rồi nha nè, như mới luôn ha, rất là đẹp. Con này là khá độc bởi vì con này mình nghĩ chắc anh em cũng chơi thì anh em cũng biết là mới thì nó bao nhiêu, giá bao nhiêu rồi. Bây giờ nó hiện đại rồi, anh em có thể check trên mạng anh em biết được à, giá bao nhiêu. Và anh em cứ hỏi mình giá bao nhiêu là anh em biết, giá cực kỳ bất ngờ. Rồi tiếp theo là một con sai đại, cắt kẽm sai đại, con siêu khủng. Con này là cực kỳ khủng luôn, mới tinh luôn, 25 năm, chiều dài 25 năm. Đó, cực kỳ khủng ha, rất là nặng, mới tinh ha. Bữa hôm mình không biết mình lấy búa mình đập đập riết rồi nó bể ra này, uổng ghê luôn. Nó giỡn như làm chứ không ai mà đập mà nó bể kiểu này được. Cái này là do người ta làm mà thủ công, người ta ép á, nó răng ra. Thì nói chung mấy cái này thì không quan trọng ha. Mình đi lấy búa mình đập cái này bể ra thì chắc là cũng dữ lắm. Rồi con cắt kẽm khủng ha của Masa, con này mã số là 33. Con này được cái clip trước mình có bán mà lâu quá rồi, được thấy tiếc tiếc cái thôi. Lấy lại cắt xong rồi có thằng em nó cũng hỏi họ nó mua mua xong rồi gửi ra thì anh hết tiền xong lại gửi vô lại, đúng là chắc không có duyên bán ha. Thôi để ở lại với mình đi. Rồi tiếp theo là một cây nhíp Masakuni,
mới tin ha. Đó. Trời ơi nói nhiều quá rồi, giờ này clip nó lên 30 giây rồi, chút nữa tải lên là le lưỡi luôn. Rồi tiếp theo là một cây mỡ hông cưa hết á, mỡ hông cưa còn mỡ tinh không. Anh em mà làm cưa mà anh em có mài dũa bén cỡ nào mà không có cái hông này là anh em không có cưa được nha. Anh em có dũa bén cỡ nào bén chứ nó mà nó xích mũi cưa nó xích là nó không có ngọt được. Đó, cho nên là mấy anh em phải 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 có cái mỡ hông cưa. Rồi tiếp theo là một cây cắt 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 kẽm ha, cây cắt kẽm kim cắt rễ cắt cành luôn rất là bén nha. Đó. Cái này đợt trước về được 3 cây rồi, năm hút hết dành dịp nay về 2 cây rồi, ngày mà hôm qua cũng không ai lấy mà hình như đủ rồi sao. Rồi tiếp theo nữa là một cây dao, cây dao ghép ha, cái dao ghép hoặc là gọt thẹo thì đối mình bên mình bán là những cái cây này này thì đa số là những cây zin thì mình mới lấy ha, những cái zin mình mới lấy về, còn mấy cây không zin mà rồi thì nó cũng rẻ tiền nhưng mà mình lại không thích lắm mấy cái đó, nó mài dũa rồi mình không xấu, nó xấu mình không thích, kệ chịu khó bán cái nam mắc mắc tiền tí nhưng mà nó ngon. Rồi tiếp theo là một cây tỉa 18 ha, tỉa chi dâm, cây này là còn nguyên mới à, như mới luôn á, cây này mã số 38, cây này là nó cái lưỡi của nó là 18 cm nha nè, nó chiều dài của nó là 18 cm size còn như mới luôn ha, như mới luôn. Rồi mã số là 38. Rồi tiếp theo là một cây tỉa Masakuni ha, đó. Còn mới tinh luôn nè, lưỡi còn rất là đẹp, gầm thép rất đẹp, cái này mình chưa trai dầu, trai dầu vô nó bóng nên nó rất là đẹp luôn ha. Lưỡi còn nguyên zin, cái tỉa mini Masakuni dài 15 năm ha. Rồi, mã số là 39. Con này thì được con zin như vậy là cũng hiếm lắm nha nè. Bây giờ hàng bãi mà kiếm đâu ra mấy con này, kiếm đỏ mắt không ra đâu. Mà nếu mà bán thì chắc cũng nếu mà mấy anh em mua có 1.000.000 một con, 1.1.000, 1.2 tầm tầm. Zin đẹp đó nha. Còn mà nào hỏi mình là giá bất ngờ đi. Rồi tiếp theo là một cục cục đá mài, tiếp theo là một cục đá mài đây. Con này thì anh em về có thể mài dao mài cắt cái lưỡi kéo rồi ha, nó gọn nó ngắn, anh em lấy ra ví dụ chỗ nào anh em lỡ mà anh em cắt trúng cái kẽm nó móp một tí anh em lấy ra anh em xả được ha, xả nhưng mà nó vẫn bén nha, không phải xả như dạng đá 200 rồi nó thô. Rồi tiếp theo là một con đá hai mặt thôi, đá nó hai mặt, con này một mặt nhám một mặt mặt 600 với lại mặt 200, con này thì nó mới mới tinh. Nó là hai mặt nha nè, con này hôm kia mình giới thiệu rồi mình được 4 cục thôi, mặt này là 600 mặt này là 300 này. Tầm tầm đó mình, tại vì mình rơi cái tay là mình biết cái độ ghít của nó đó, anh em có thể mài, anh em mài xả cái mặt này anh em xả cho nó ví dụ nó bị mẻ rồi nặng quá anh em đưa cái mặt này anh em xả, xả khi mà cái độ móp nó hết nó có rồi mặt phẳng liền rồi anh em xả đưa qua bên mặt này anh em đi lại cho nó ngọt ha. Rồi cái này mã số là 41 ha. Rồi hôm nay được 41 mã. Anh em nào cần mã nào thì anh em Zalo cho mình ha, Zalo mình sẽ gửi gửi giá và hình ảnh cụ thể cho anh em. Rồi cảm ơn anh em theo dõi clip ha, bye bye anh em nha.